Chào mừng các bạn đến với kênh CDT News. Sau đây là phần tin. Những điều không thể bỏ qua về u tuyến yên. U tuyến yên là sự phát triển bất thường của khối u tại tuyến yên. Một số khối u tuyến yên có thể sẽ dẫn đến việc sản xuất ra quá nhiều hormone kiểm soát các hoạt động chức năng của cơ thể. Nhưng ngược lại, một số khối u lại khiến tuyến yên sản xuất ra quá ít hormone, dẫn đến cơ thể không đủ lượng hormone cần thiết. Đa số các khối u tuyến yên đều là khối u lành tính, không ung thư hay còn gọi là u tuyến. U tuyến vẫn sẽ tồn tại hoặc phát triển ở tuyến yên của bạn hoặc các mô xung quanh, nhưng sẽ không lan sang các phần khác của cơ thể có rất nhiều lựa chọn trong việc điều trị u tuyến yên, bao gồm việc loại bỏ khối u, kiểm soát sự phát triển của khối u và kiểm soát lượng hóc môn trong cơ thể bằng việc dùng thuốc. Bác sĩ có thể sẽ khuyên bạn nên chờ và theo dõi khối u và chỉ can thiệp khi thật sự cần thiết. Triệu chứng của u tuyến yên không phải tất cả các khối u tuyến yên đều gây ra triệu chứng, các khối u tuyến yên tiết hormone còn gọi là khối u hoạt động, có thể gây ra rất nhiều dấu hiệu và triệu chứng khác nhau, phụ thuộc vào tác động của các loại hormone và khối u tuyến yên sản xuất ra. Dấu hiệu của khối u tuyến yên không tiết ra hormone còn gọi là khối u không hoạt động, có liên quan đến sự phát triển của khối u và những áp lực mà khối u này tạo ra với các phần não điều khiển các cấu trúc khác của cơ thể, chẳng hạn như mắt. Khối u tuyến yên lớn có kích thước khoảng từ 1 cm trở lên được gọi là macroadenomas, u tuyến lớn, khối u nhỏ hơn được gọi là microadenomas, u tuyến nhỏ. Vì kích thước lớn của mình mà các khối u tuyến yên lớn thường sẽ gây tăng áp lực lên tuyến yên và các cấu trúc khác ở gần đó và gây nên các triệu chứng rõ rệt hơn. Dấu hiệu và triệu chứng liên quan đến việc tăng áp lực do khối u tuyến yên gây nên bao gồm: đau đầu, nhiều khi có thể rất nặng nề, giảm thị lực đặc biệt là giảm tầm nhìn ngoại vi các triệu chứng liên quan đến thay đổi những hóc môn do tuyến in sản xuất tăng hoạt động của tuyến in khối u tăng hoạt động có thể gây ra tình trạng sản xuất ra quá nhiều một hoặc nhiều loại hóc môn của tuyến in loại hóc môn nào do khối u tăng hoạt động sản xuất ra sẽ gây ra những dấu hiệu và triệu chứng đặc trưng chẳng hạn như cơ thể có thể tăng tiết sữa ở nôm vú nếu khối u tuyến in gây tăng tiết hóc môn plotaxin đôi khi có thể có tình trạng phối hợp nhiều dấu hiệu và triệu chứng của các hóc môn khác nhau do khối u tuyến yên gây tăng tiết nhiều loại cùng một lúc. Thiếu hóc môn khối u lớn có thể làm tuyến yên suy giảm hoặc mất chức năng sản xuất hormone, gây ra tình trạng thiếu hóc môn. Dấu hiệu và triệu chứng của tình trạng này bao gồm buồn nôn và nôn mửa thường xuyên, suy nhược, cảm thấy lạnh, chu kỳ kinh nguyệt không bình thường hoặc không có chu kỳ kinh nguyệt dối loạn chức năng tình dục, tăng lượng nước tiểu, sụt cân hoặc tăng cân không rõ nguyên nhân. Khối u gây tăng hormone ở tuyến thượng thận (ACTH). Chẩn đoán khối u tuyến yên. Khối u tuyến yên thường không được chẩn đoán sớm do triệu chứng rất giống với nhiều tình trạng bệnh khác. Một số khối u tuyến yên được phát hiện là do xét nghiệm hoặc khám các tình trạng bệnh lý khác. Để chẩn đoán khối u tuyến yên, bác sĩ có thể xem xét kỹ lưỡng tiền sử bệnh tật của bạn, thăm khám lâm sàng và tiến hành một số xét nghiệm như xét nghiệm máu và xét nghiệm nước tiểu để xác định xem liệu bạn có bị thiếu hoặc thừa hóc môn hay không chẩn đoán hình ảnh não chụp ct hoặc chụp cộng hưởng từ não có thể giúp bác sĩ biết được vị trí và kích thước khối u tuyến yên kiểm tra thị lực có thể giúp xác định xem liệu khối u tuyến yên đã ảnh hưởng đến thị lực hoặc tầm hình ngoại biên hay chưa Ngoài ra, bác sĩ chuyên khoa về nội tiết sẽ khám và tiến hành thêm các xét nghiệm khác để chẩn đoán tình trạng khối u tuyến yên và phương pháp điều trị cho bạn. Điều trị, điều trị khối u tuyến yên sẽ phụ thuộc vào loại khối u, kích thước khối u và sự phát triển của khối u trong não. Tuổi và tình trạng sức khỏe chung của bạn cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn điều trị. Các lựa chọn điều trị bao gồm phẫu thuật, xạ trị và dùng thuốc, có thể là đơn thuần hoặc phối hợp các biện pháp để điều trị khối u tuyến yên và đưa việc sản xuất hóc môn về mức bình thường. Phẫu thuật Phẫu thuật cắt bỏ khối u tuyến yên thường sẽ cần thiết trong trường hợp khối u gây tăng áp lực lên các dây thần kinh thị giác hoặc nếu khối u gây tăng sản xuất một số loại hóc môn nhất định. Tỷ lệ thành công của phẫu thuật phụ thuộc vào loại khối u, vị trí khối u, kích thước khối u và liệu khối u đã xâm lấn sang các mô bên cạnh hay chưa. Có hai kỹ thuật phẫu thuật chính trong điều trị khối u tuyến yên, bao gồm phẫu thuật nội so loại bỏ khối u qua xoang mũi. Kỹ thuật này sẽ cho phép bác sĩ loại bỏ khối u thông qua mũi và xoang mũi mà không cần tạo ra thêm vết cắt ngoài xương sọ. Cũng không có phần nào khác tại não bị ảnh hưởng và cũng sẽ không có sẹo để lại. Tuy nhiên, khối u lớn có thể sẽ khó loại bỏ bằng cách này, đặc biệt là nếu khối u đã xâm lấn sang các dây thần kinh hoặc các mô não gần đó. Phẫu thuật thông qua tiếp cận xuyên sọ: khối u sẽ được loại bỏ thông qua phần trên của sọ qua một vết cắt mổ tại da đầu và xương sọ. Kỹ thuật này sẽ giúp tiếp cận các khối u lớn và phức tạp một cách dễ dàng hơn. Xạ trị. Xạ trị sẽ giúp sử dụng tia X quang năng lượng cao để tiêu diệt khối u. Xạ trị có thể được sử dụng sau phẫu thuật hoặc nếu bạn không phù hợp để phẫu thuật. Xạ trị có thể sẽ có ích nếu khối u tồn tại lâu dài hoặc khối u phát triển trở lại sau khi phẫu thuật, gây ra các triệu chứng không đáp ứng với điều trị bằng thuốc. Các phương pháp xạ trị bao gồm xạ phẫu thuật đích sử dụng gamma knife, steroid, tactic, radio surgery thường sẽ được sử dụng một liều cao duy nhất. Loại xạ trị này sẽ tập trung các chùm bức xạ vào khối u mà không cần tạo ra vết cắt. Khối u gây tăng tiết hormone vỏ tuyến thượng thận ACTH. Khối u tăng tiết ACTH sẽ sản xuất ra nhiều hơn hormone vỏ thượng thận ACTH. Đây là hormone sẽ kích thích tuyến thượng thận sản xuất ra hormone cortisol. Hội chứng cất sinh chính là hậu quả của việc tuyến thượng thận giải phóng ra quá nhiều cortisol. Các dấu hiệu và triệu chứng chính của hội chứng cất sinh bao gồm mỡ tích tụ tại vùng bụng và phía trên của lưng, gương mặt tròn như trăng rằm, cánh tay và cẳng chân trở nên mảnh khảnh, tăng huyết áp, tăng đường huyết, nổi mụn, yếu xương, dễ bầm tím, rạn da, lo âu, dễ bị kích động hoặc trầm cảm. Khối u gây tăng tiết hormone tăng trưởng những khối u dạng này sẽ khiến cơ thể sản xuất ra quá nhiều hormone tăng trưởng và có thể gây ra các triệu chứng như các đặc điểm khuôn mặt thô, cánh tay và bàn tay bị phì đại vã nhiều mồ hôi, tăng huyết áp, các vấn đề về tim mạch, đau khớp, răng không thẳng hàng, mọc nhiều lông. Trẻ nhỏ và thanh thiếu niên có thể phát triển quá nhanh hoặc quá cao. Khối u gây tiết hormone prolactin Sản xuất ra quá nhiều prolactin do khối u tuyến in có thể dẫn đến tình trạng giảm lượng hormone sinh dục. Estrogen ở nữ và testosterone ở nam. Quá nhiều prolactin trong máu sẽ ảnh hưởng đến nam giới và nữ giới theo nhiều cách khác nhau. Với phụ nữ, khối u tiếp prolactin có thể gây ra chu kỳ kinh nguyệt bất thường, thiếu hoặc mất chu kỳ kinh nguyệt, tiết dịch màu trắng sữa từ vú. Với nam giới, khối u tiếp prolactin có thể gây ra tình trạng thiểu năng sinh dục nam, dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm rối loạn cương dương, giảm số lượng tinh trùng, giảm ham muốn tình dục, vú to khối u gây tiếc hóc môn tuyến giáp khi khối u tại tuyến in gây ra việc sản xuất quá nhiều hóc môn kích thích tuyến giáp thì tuyến giáp của bạn sẽ sản xuất ra quá nhiều thyroxin. khối u tại tuyến in là một nguyên nhân hiếm gặp của bệnh cường giáp cường giáp có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa của cơ thể gây ra sụt cân tim đập nhanh hoặc nhịp tim bất thường lo lắng hoặc dễ bị kích động thường xuyên có nhu động ruột vã mồ hôi khi nào cần đến gặp bác sĩ nếu bạn xuất hiện các dấu hiệu hoặc triệu chứng có liên quan đến khối u tuyến yên, hãy đến gặp bác sĩ ngay. Khối u tuyến yên thường có thể điều trị được và sẽ giúp đưa lượng hormone trong cơ thể trở về mức bình thường, làm giảm các dấu hiệu và triệu chứng bệnh. Nếu gia đình bạn có tiền sử đa u tuyến nội tiết tiếp 1, hãy trao đổi với bác sĩ về việc tiến hành xét nghiệm định kỳ để phát hiện sớm khối u tuyến yên. Nguyên nhân nguyên nhân khiến các tế bào phát triển không kiểm soát được tại tuyến yên và tạo ra khối u hiện vẫn chưa được biết rõ. Tuyến yên là một tuyến nhỏ, hình hạt đậu, nằm ở nền não, khoảng phía sau mũi và giữa hai tai. Mặc dù có kích thước nhỏ như vậy, nhưng tuyến yên lại có thể tác động đến gần như tất cả mọi phần của cơ thể. Các hóc môn do tuyến yên sản xuất ra sẽ giúp điều chỉnh rất nhiều hoạt động chức năng của cơ thể, ví dụ như quá trình phát triển, điều hòa hít áp và chức năng sinh sản. Có một số lượng nhỏ các trường hợp có khối u tuyến yên là do di truyền, nhưng đa số các trường hợp u tuyến yên đều không có yếu tố liên quan đến di truyền. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn nghi ngờ việc biến đổi gen sẽ đóng một vai trò nhất định trong việc phát triển khối u tuyến yên. Các yếu tố nguy cơ những người có tiền sử gia đình mắc phải một số tình trạng bệnh nhất định, ví dụ như đa u tuyến nội tiết tuyếp 1 sẽ có nguy cơ có khối u tuyến in cao hơn. Trong bệnh đa u tuyến nội tiết tuyếp 1, rất nhiều khối u sẽ xuất hiện tại nhiều tuyến của hệ nội tiết. Hiện tại, xét nghiệm di truyền đã có thể phát hiện được rối loạn này bên chứng khối u tuyến yên thường sẽ không ác tính hoặc lan rộng sang các phần khác của cơ thể tuy nhiên do tuyến yên có vị trí nằm giữa nền não và có chức năng đặc biệt quan trọng trong việc sản xuất hormone điều hòa rất nhiều hoạt động của cơ thể nên khối u tuyến yên có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể gây ra giảm thị lực khối u tuyến yên có thể gây tăng áp lực lên các dây thần kinh thị giác gây suy giảm thị lực hoặc mất thị lực ở một hoặc cả hai bên mắt thiếu hormone vĩnh viễn sự có mặt của khối u tuyến yên hoặc việc phẫu thuật cắt bỏ khối u có thể sẽ gây ra những ảnh hưởng lâu dài đến việc sản xuất ra hormone và có thể sẽ khiến bạn cần phải sử dụng các loại thuốc thay thế hormone suốt đời. Một biến chứng hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm của khối u tuyến yên là ngập máu tuyến yên. Đây là tình trạng khối u bỗng nhiên xuất huyết, chảy máu. Bạn sẽ nhận thấy mình có một cơn đau đầu, đau nhất từ trước đến giờ. Ngập máu tuyến in là một tình trạng cấp cứu, có thể đe dọa đến tính mạng, cần phải được điều trị bằng corticosteroids và có thể là cả phẫu thuật. Kỹ thuật này sẽ chuyển các chùm bức xạ tương đương với kích thước và hình dạng khối u vào tới khối u với sự hỗ trợ của kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh não. Phương pháp này thường cố gắng hạn chế tối đa lượng tia xạ có thể tiếp xúc với các mô khỏe mạnh xung quanh khối u, làm giảm nguy cơ tổn thương các mô bình thường ở xung quanh khối u. Sử dụng bức xạ bên ngoài, kỹ thuật này sẽ đưa các tia bức xạ vào đến khối u với một lượng nhỏ theo thời gian, một liệu trình xạ trị thường mất khoảng 5 ngày trên một tuần trong vòng 4 đến 6 tuần. Mặc dù kỹ thuật này thường có hiệu quả, nhưng sẽ phải mất hàng năm trời mới có thể kiểm soát hoàn toàn sự phát triển của khối u và kiểm soát được việc sản xuất hormone. Xạ trị cũng có thể gây tổn thương đến các tế bào tuyến yên bình thường và các tế bào não bình thường, đặc biệt là các tế bào nằm gần tuyến yên. Sử dụng chùm proton, một lựa chọn khác đó là sử dụng các ion tích điện dương proton thay vì sử dụng tia X quang. Không giống như tia X quang Sử dụng chùm proton sẽ ngừng lại ngay sau khi chùm tia này giải phóng năng lượng bên trong vật đích. Chùm tia proton có thể được kiểm soát và sử dụng trên các khối u mà gây ra rất ít ảnh hưởng đến các mô khỏe mạnh. Phương pháp này thường cần các trang thiết bị đặc biệt và hiện tại vẫn ít phổ biến. Xạ dạ trị thường sẽ không có hiệu quả ngay lập tức mà có thể mất tới hàng tháng hoặc hàng năm mới có thể có hiệu quả hoàn toàn được. Một chuyên gia về ung thư sẽ lượng giá tình trạng của bạn và trao đổi về lợi ích cũng như nguy cơ của từng loại lựa chọn điều trị. Dùng thuốc điều trị bằng thuốc có thể giúp ngăn chặn việc tiết ra quá nhiều môn và đôi khi có thể sẽ làm giảm kích thước một số loại khối u tuyến yên. Khối u tiếp prolactin, thuốc cabergoline và bromocriptine có thể sẽ làm giảm tình trạng tiết prolactin và thường sẽ giúp giảm kích thước khối u. Các phản ứng phụ có thể bao gồm chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy hoặc táo bón, lú lẫn và trầm cảm. Một số người còn xuất hiện các hành vi bị điều khiển cưỡng chế, ví dụ như chơi cờ bạc trong khi sử dụng các thuốc này. Khối u tiết hormone tăng trưởng có hai loại thuốc phù hợp để điều trị loại khối u tuyến yên này và đặc biệt hữu ích nếu phẫu thuật không thành công trong việc đưa ra việc tiết hormone về mức bình thường. Một loại thuốc được gọi là thuốc tương tự somatostatin có thể làm giảm tiết hormone tăng trưởng và làm nhỏ khối u. Đây là một loại thuốc tiêm sử dụng bốn tuần trên một lần. Phản ứng phụ có thể bao gồm buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng, chóng mặt, đau đầu và đau tại vị trí tiêm. Tuy nhiên, các dấu hiệu này sẽ cải thiện dần hoặc thậm chí biến mất theo thời gian. Loại thuốc này thậm chí có thể có phản ứng phụ và gây sỏi thận và có thể làm nặng thêm bệnh tiểu đường. Loại thuốc thứ hai là perimenan sẽ ngăn chặn ảnh hưởng của việc tiết ra quá nhiều hormone tăng trưởng cơ thể. Đây là loại tiêm hàng ngày và có thể gây tổn thương gan ở một số người. Thay thế hormone tuyến yên. Nếu khối u tuyến yên hoặc việc phẫu thuật khối u làm giảm sự sản xuất hormone thì bạn sẽ cần phải điều trị bằng liệu pháp thay thế hormone để duy trì lượng hormone bình thường trong cơ thể. Một số người đã xạ trị cũng sẽ cần phải sử dụng thuốc thay thế hormone. Việc điều trị thay thế hóc môn sẽ phải sử dụng suốt đời và dưới sự giám sát nghiêm ngặt của bác sĩ chuyên khoa nội tiết. Theo dõi, điều trị theo dõi có thể sẽ là một lựa chọn nếu khối u không gây ra các dấu hiệu hoặc triệu chứng gì. Trong phương pháp này, bạn sẽ cần được theo dõi chặt chẽ bằng các xét nghiệm thường xuyên để xác định sự phát triển của khối u. Rất nhiều người có khối u tuyến yên có thể hoạt động bình thường mà không cần điều trị nếu khối u không gây ra vấn đề gì. Nếu bạn là một người trẻ thì việc theo dõi có thể là một lựa chọn miễn là bạn chấp nhận khả năng khối u có thể sẽ thay đổi hoặc phát triển hơn trong suốt quá trình theo dõi và sẽ cần phải được điều trị ngay khi cần thiết. Bạn và bác sĩ sẽ là người cân nhắc đến lợi ích và nguy cơ của việc điều trị so với việc để các triệu chứng tiếp tục phát triển cảm ơn bạn đã ghé thăm bản tin của chúng tôi mời bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật những tin tức mới nhất nhé